Rồi, hello anh em ha. Thì mình vừa mới đọc được một cái comment kiểu ngu nhưng mà tỏ ra mình nguy hiểm á. Thì á, mình có gửi cho anh chủ xe có đọc. Thì anh nói á, cứ chứng minh được con xe ảnh tu đồng hồ thì anh sẽ gửi cho 100 triệu cho cái chủ comment này. Rồi, nếu như mà thua á, mà không thua á thì gửi cho hai anh em mình một mỗi người 5 triệu thôi, là 10 triệu thôi, cà phê chơi anh em vui vẻ thôi, không có gì hết. Tại vì anh comment anh tỏ ra là anh là thông minh lắm. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay tất cả con xe chi tiết cho những anh em rành xe, những anh em đánh giá nha anh em, đã từng chơi xe nhìn vô rồi đánh giá con xe có chuẩn hay không chuẩn nha anh em. Chứ trên mạng YouTube này toàn là anh hùng bàn phím không, không biết cái đết gì hết luôn anh em. Mình nóng đến nỗi mình phải gửi cho người ta coi á, mà cứ comment giống như tỏ ra mình hiểu biết vậy. Rồi bây giờ anh em cứ coi đi rồi đánh giá ha anh em ha. Anh em mình nói nhích ít hỉ nhiều, 100 triệu rất là dễ. Cứ qua đây, qua đây cho anh em cầm chiếc xe đi test tất cả luôn. Tại vì bên mình vẫn đang giữ cái bill của hóa đơn bán từ hãng Yamaha ra. Chiếc xe đó là anh chủ là đi 400 cây, 475 cây ha anh em ha. Đó, còn anh em nào nói tour thì cứ qua đây, không những anh em comment trên clip, những anh em nào nói tour qua đây kiếm 100 triệu, tặng luôn con xe luôn. Bản thân mình là mình tặng luôn cho anh em con xe đó luôn. Chủ xe tặng cho 100 triệu rồi mình tặng thêm con xe đó nữa. Còn anh em thua anh em chỉ đưa cho tụi tôi 10 triệu cà phê thôi nha anh em nha. Anh em vui vẻ không quạo nha, tại anh em nghĩ là anh em hay. Rồi, mình sẽ quay toàn cảnh con xe cho anh em xem. Hello. Thì clip này mình nói về cái thanh niên comment trên kênh YouTube mình đó nha. Ngu dốt, tỏ ra mình thông minh nha anh em. Bây giờ chủ xe của con xe này nha, chủ xe ở quận 3 nha anh em, cam kết với anh em cái này nè, bao chết tận nơi, không đúng 484 km, 400 mình lấy lúc bài 475 nha, có clip clip cũ á, thì chủ xe sẽ tặng 100 triệu luôn nha anh em. Anh em nào nói chủ xe tua đồng hồ, chủ xe sẽ tặng cho anh em 100 triệu. Tiền rất là dễ kiếm, anh em cứ qua shop Minh xe hiện tại bên nằm shop Minh nè. Anh em nào nói tua đồng hồ qua tặng 100 triệu, xe 400 mấy cây là người ta mua về, người ta đi nước ngoài, người ta không có sử dụng gì hết thì nó can là chuyện bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho anh em thợ coi, coi thử có đúng là xe, nhìn sơ là biết xe, anh em thợ chỉ nhìn qua là biết xe đi ít hay đi nhiều ha. Rồi đầu tiên là cặp vỏ zin ha, vỏ zin theo xe là đầu tiên là xe không đi là phải còn full gai đúng anh em, full gai full chỉ, ốc tán là phải còn mới đúng anh em, phải siêu mới, thắng dĩa là không có dấu của sử dụng lực nhiều, ma sát lực đó. Còn xe để 1-2 năm thì đương nhiên phải có bụi nha anh em, xe vẫn còn dính bụi, phuộc nè, ốc nè, dân chơi xe nhìn biết nha, nước sơn zin nè. Còn cái này là dán nha, cái này người ta dán thêm cho nó khỏi chày nha. Rồi chìa khóa, một cái nữa đó là chìa khóa, đưa anh mượn cái chìa khóa. Chìa khóa không sử dụng nhiều thì nó sẽ hình dung ra, anh em hình dung nó sẽ như vậy nha. Anh em nào cứ nói chủ tua đồng hồ qua là lụm 100 triệu liền, còn không tua á chỉ lấy anh em 10 triệu cà phê thôi. Mạnh miệng nói comment thì cứ qua đây nè, cái đồ cắm chìa khóa nè, nói chung 400 là nó sẽ như mới. Phuộc nè ha, xe mình đang rửa mà comment mình tức giùm chủ xe luôn, cho nên mình không biết thì dựa cột mà nghe. Ốc tán nè, ốc tán bánh sau nè, bố thắng nè, anh em chơi xe cứ nhìn vô. Cứ rồi bây giờ anh em nói tu thì mình xách chiếc xe này ra, chủ còn bill mua hãng còn đầy đủ luôn. Nếu như mà xe chủ tu, chủ tặng anh em 100 triệu, còn mà không tu là chỉ lấy 10 triệu anh em cà phê thôi. 10 triệu là chỉ lấy 10 triệu anh em cà phê thôi. Biển số quận 3, tên đầy đủ, nói chung là giấy tờ còn đầy đủ đây.
phải còn full gai anh em. Đó, full gai, không thiếu cái gai nào. Đó, nói chung 400 cây là nó như xe mới. Còn cái này là dán, người ta dán thêm cho không chày nha anh em, không phải tem zin nha, dán thêm cho khỏi chày. Đây là tem zin. Chơi xe mà không phân biệt nào xe nào tem zin, xe nào tem lô. Ốc tán bên trong nè, phải còn sáng và phun đủ 7 màu nha anh em. Ốc tán nè, anh em mà chơi xe cứ vô đây rồi soi đi nha. 100 triệu rất là dễ kiếm anh em. Nói xe tu rồi cứ vô là 100 triệu thôi. Cuộc sau nè, bô nè. Cái điểm mà dễ nhận biết nhất ở con R15 đó là cái bô này. Anh em đi nhiều rồi cỡ nào nó cũng sẽ chày. Còn cái bô này hả, hầu như không chày. Anh em xem đi, anh em chơi xe cứ vô xem nha, nhìn là biết xe chuẩn hay không chuẩn ha. Ốc còn 7 màu luôn nè, anh em thấy không? Ốc bánh trước nè, chưa mở, còn 7 màu luôn, thấy không? Rồi, để soi cho anh em cái gì nữa, để soi cho em đầu đèn nè. Kính chiếu hậu không chày xước luôn nha anh em, không có vết chày xước nào luôn. Thì dễ lắm, nếu như comment như vậy thì cứ cầm 10 triệu cứ cầm đem qua đây, rồi anh em mình xách xe ra hãng giám định coi này nọ kia khác rồi xong. Nếu như tu thì anh em cầm 100 triệu về thôi, mình đây kênh lớn mình đâu có nói tào lao được. Còn nếu như không tu anh em gửi mình 10 triệu, chủ xe 5 triệu, mình 5 triệu, mỗi người 5 triệu cà phê, tự nhiên có 5 triệu cà phê, ngu gì cũng chơi. Ghét chân sau nè, không hề có dấu mà đã ngồi luôn á anh em, người ngồi sau ngồi luôn á. Người ta mua xe xong người ta đi nước ngoài, mấy ông cứ vô phán người ta. Đây, một cái dễ biết nhất luôn cho anh em chơi xe luôn. Nhông sên đĩa, nhông sên đĩa, không có dấu cha dầu luôn á anh em. Anh em hình dung ra không? Nó không có dấu là đã cha dầu thêm để đi tiếp luôn. Nó y như mới. Nhông này là nhông tua hả anh em? Ok chưa anh em? Anh em chơi xe vô soi nha. Phuộc trước nè, công tắc nè, em thấy chưa? Xe 400 cây đây. Một cái điểm đó nè, cục máy ha, ốc tán nè, phải sáng. Đó, ốc còn 7 màu luôn nè anh em. Đến cả cái chân trống luôn. Chơi xe xà xịn, nghĩ mình chơi xe xịn thì vô đây soi. Alo, dạ không anh ơi, bán rồi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, còn con rebel à. Dạ rồi, dạ 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 rồi, dạ 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 dạ. Rồi tiếp tục đây, cho tháo ra nhông cho anh em coi luôn. 400 cây thì nó như mới. Qua đây anh em, ốc máy nè, ốc máy nè. Rồi cứ nghĩ mình rành xe thì qua đây lụm 100 triệu, rất là đơn giản luôn. Cho thanh niên comment anh hùng bàn phím. Người ta nói á, không biết thì dựa cột mà nghe, chứ nói để người ta chửi ngu. Nè, nhìn đi, xe mới phải còn 7 màu giống vậy nè. Mình thấy comment này mình tức lắm nên mình mới quay liền cho anh em xem luôn á. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm nữa. Anh em chơi xe mà rành thì cứ vô xem là biết, khỏi còn nói nhiều. Anh em chỉ nhìn chỗ con khổ con ốc nhông này, chỗ con nhông này thì anh em hiểu là xe chả có đi gì luôn, 400 cây chuẩn luôn á.
chỉ nhìn ở đây thôi biết rồi, nhìn ở đây thôi là biết rồi ha anh em ha, khỏi còn nói nhiều. Vì sao con xe này không đi, người ta đi nước ngoài mấy năm trời người ta mới về, người ta về người ta không chơi nữa.